Đâu phải cứ khờ khạo là không thể tàn ác. Larry Hồ là một sát nhân rất dị. Hắn không thông minh, thậm chí có IQ rất thấp. Hắn còn phải liệt kê kế hoạch giết người ra giấy trước khi thực hiện chúng. Nếu dùng hai chữ khờ khạo để miêu tả tên này thì nó là đúng chứ không sai. Nhưng cũng là hắn, tồn tại chung với sự khờ khạo ấy là tính cách gian xảo, máu lạnh và cứng đầu đến tuyệt đối. Tên này cứ liên tục thừa nhận tội ác, kể ra các chi tiết mà chỉ có sát nhân mới biết, xong rồi sau đó lại rút hết lời khai trước tòa. Điều này khiến các luật sư bào chữa cho tên sát nhân được dịp đổ tội cho cảnh sát ép cung. Họ cho rằng cảnh sát đã bắt ép Larry Hồ ký biên bản nhận tội. Nhờ vậy mà tên sát nhân này có được một phiên tòa xét xử lại. Hết cách, cảnh sát buộc phải tìm một người đặc biệt đã tiếp cận tên sát nhân này ở trong tù và moi thêm thông tin. Video này là cuộc đối đầu của Jimmy King và Larry Hồ. Cuộc đấu trí của một tội phạm theo phe chính nghĩa và một tên sát nhân hàng loạt gian xảo tàn bạo. Hãy cùng mình đi qua những tình tiết cuối cùng của vụ án ở phần 2 này. Xin chào, mình là Bác Sĩ. Jimmy King là ai mà đặc biệt đến như vậy? Lúc còn là một học sinh, Jimmy là chàng trai nổi bật nhất trường. Anh ta có vẻ ngoài thu hút, tài năng trong các môn thể thao và đặc biệt là có khả năng giao tiếp thượng thừa. Có thể dễ dàng lấy tình cảm từ bất cứ ai chỉ sau vài câu giao tiếp với nhau. Anh rất thân với bố của mình. Ông ấy rất tự hào khi có một người con tài giỏi như Jimmy. My dad generally sat up here in the corner over here. If I made a spectacular play, he would always give me the "You did good, son," you know. Có tài năng, danh tiếng và có cả gia đình hoàn hảo, Jimmy dường như không thiếu thứ gì, hứa hẹn một tương lai sáng lạn cho chàng trai trẻ. Nhưng mọi chuyện tất nhiên là không diễn ra như vậy. Tài năng và tình cảm anh đều có, cái Jimmy chưa có hiện nay chính là tiền. Anh ta đã chọn một con đường tắt để đến với sự giàu sang. Jimmy King dấn thân vào con đường buôn ma túy chết chóc. Chỉ vài năm ngắn ngủi, chàng trai trẻ đã có cả một đế chế ma túy của riêng mình. Khi mới 20 tuổi, Jimmy đã kiếm được khoảng 1 triệu đô mỗi năm. Đó là rất nhiều tiền, nhưng là những đồng tiền bẩn gây hại cho xã hội. So I kept growing into it and growing into it. By the time I was 20 years old, I mean I was sitting on top of a empire. Năm 1996, lúc này đế chế ma túy của Jimmy đã hoạt động được 15 năm. Vào một ngày tháng 11, cửa trước nhà Jimmy có tiếng lạch cạch. Theo sau đó là một cú nổ thổi bay cả cánh cửa. Boom! The whole door just blew off the hinges, and then they came flying in a straight file line with their guns drawn and their black uniforms. Các đặc vụ với trang bị tận răng ập vào khống chế, kết thúc con đường sai trái mà anh ta đang đi. Jimmy King dường như cũng đã mệt mỏi trên con đường làm tội phạm của bản thân. Anh ta thừa nhận mọi tội lỗi và lãnh án 10 năm tù. Sau khi vào tù, Jimmy được cho là nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới. Với vẻ bề ngoài, sức khỏe và tài năng giao tiếp thượng thừa của một ông trùm ma túy, Jimmy King nhanh chóng được nhiều bạn tù quý mến và sống không quá khó khăn ở đây. Nhưng 10 năm vẫn là con số quá lớn với một người trẻ như Jimmy. Quay trở lại với vụ án về tên sát nhân Larry Hồ gian xảo. Cảnh sát muốn tìm một người vào tù để lấy thông tin từ Larry Hồ. Tên này cực kỳ gian xảo và cảnh giác. Hắn rất muốn được ra tù nên cực kỳ kín miệng. Nếu ai làm hắn nghi ngờ, chắc chắn hắn sẽ im lặng và tránh né một cách cứng đầu. Lúc này, cảnh sát nghĩ tới Jimmy King. Và đúng thật, anh ta là đối tượng hoàn hảo nhất cho kế hoạch. Vì đây là nhà tù rất nguy hiểm nên sẽ rủi ro khi gửi một cảnh sát vào. Nếu là Jimmy thì họ không cần lo lắng cho mạng sống của anh ta. Với lại anh ta cũng là một người có sức mạnh thể chất rất tốt. Khả năng giao tiếp tuyệt vời của Jimmy thì lại quá thích hợp để đối phó với một tên gian xảo như Larry Hồ. Jimmy cũng còn rất trẻ và là người có tài. Cảnh sát tin rằng khát khao được tự do của anh ta rất lớn. Điều này sẽ khiến anh ta nghiêm túc với nhiệm vụ. Vậy là giao kèo được đưa ra cho Jimmy King. Anh sẽ được tự do nếu hoàn thành nhiệm vụ cảnh sát giao phó. Nhiệm vụ của anh là chuyển qua nhà tù nguy hiểm của Larry Hồ, bí mật làm bạn với hắn để moi thông tin. Quan trọng nhất là tìm được vị trí Larry Hồ giấu các thi thể, đặc biệt là thi thể của Jesse Riddler. Đây là điều quan trọng nhất. Cảnh sát có nói rằng
Không có thi thể thì nhiệm vụ coi như không hoàn thành. Ban đầu Jimmy Kim đã từ chối lời đề nghị trên. Anh cho rằng việc chuyển qua đó và đối mặt với một tên sát nhân hàng loạt là quá nguy hiểm cho bản thân. Với lại anh cũng đang khá thoải mái ở nhà tù hiện tại. Tuy nhiên một sự kiện bước ngoặt đã xảy ra. Jimmy nhận được một cuộc gọi từ gia đình thông báo rằng người ba thân yêu của anh đang bệnh nặng. Jimmy Kim cuối cùng đã nghiêm túc nhận nhiệm vụ. Tất cả là vì mong muốn được về với ba của mình trong những ngày cuối đời. Và nhiệm vụ bắt đầu. Ngay lập tức, Jimmy Kim được chuyển qua nhà tù rất nguy hiểm, nơi đang giam giữ sát nhân hàng loạt Larry Hall và các tên tù nhân đặc biệt nguy hiểm khác. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn của Jimmy, hay anh sẽ bỏ mạng tại đây? Gạt đi những suy nghĩ ấy, anh phải tiếp tục, anh phải gặp lại được ba của mình, phải hoàn thành nhiệm vụ này. Rồi chỉ vài giờ sau, anh cũng bắt gặp Larry Hall. Khi vào đây, Jimmy được cảnh sát dặn hãy tiếp cận từ từ vì tên Larry này rất cảnh giác. Nhưng với khả năng của mình, Jimmy biết phải làm gì. Ngay lần đầu gặp mặt, Jimmy đã cố tình huýt nhẹ vào vai của hắn rồi nói: "Hey, xin lỗi anh nha, tôi là người mới ở đây, anh biết đường tới thư viện không?" And I just reached over and I kind of slapped him on the shoulder and I said, "Thanks a lot, I appreciate that from a cool guy like you." Sau đợt gặp mặt chớp nhoáng, anh được Larry để ý một cách tự nhiên nhất. Các lần gặp sau cũng là những lời chào xã giao thông thường. "Hey, this is where I'm at. I said, are you in this area here?" And he goes, "Yeah, I'm right there." Rồi đến một ngày, Jimmy quyết định ra tay mạnh để lấy lòng tin của Larry. Hôm ấy là một buổi xem phim trong nhà tù. Tên Larry đang xem chương trình yêu thích của hắn. Bỗng một tên tù nhân to con vạm vỡ đứng lên, không nể nang ai, và chuyển kênh của TV. Larry Hall bực mình nhưng bất lực lẩm bẩm: "Má, tao đang xem mà." Jimmy Kim chứng kiến mọi thứ, trong đầu anh lập tức nảy ra ý tưởng táo bạo. Anh ta lao lên và cho tên to con kia một trận đòn trước sự bất ngờ của Larry Hall. Mặc dù anh ta đã bị biệt giam ngay sau đó, nhưng Jimmy đã chiếm được lòng tin hoàn toàn từ Larry. Sau sự kiện, hai người nói chuyện nhiều hơn và có các buổi gặp mặt, ngồi ăn chung với nhau. Và quan trọng là Larry Hall đã bắt đầu kể những việc làm kinh tởm của hắn cho Jimmy nghe. Larry Hall đã kể chi tiết quá trình ra tay với Jason Riddler rất dã man. Và một chi tiết quan trọng đã được kể ra: Larry Hall sau khi ra tay với Jason đã xếp gọn quần áo dính máu của cô gái và để lại tại một góc của công viên. Đây là chi tiết quan trọng nhất có được từ khi Jimmy vào đây. Tín hiệu đang dần tốt lên, Jimmy tích cực tìm kiếm thứ quan trọng nhất, đó chính là vị trí của các thi thể. Có được vị trí, anh ấy sẽ nắm chắc tự do trong tay. Và rồi, thời cơ ấy đã đến không lâu sau đó. Một ngày kia, Jimmy đi tới xưởng gỗ của nhà tù. Anh thấy Larry Hall đang ở đó. Trên cái bàn trước mặt hắn là một tấm bản đồ của khu vực Indiana và Illinois. Trên tấm bản đồ là rất nhiều chấm màu đỏ. Ở cạnh tấm bản đồ là nhiều bức tượng hình chim đại bàng được làm bằng gỗ. Jimmy hỏi Larry về những bức tượng gỗ đó. Tên sát nhân nói rằng đây là những con đại bàng sẽ canh giữ linh hồn của người chết. And I said, "Wow, this is pretty cool. Did you make these?" He says, "Yeah, I make them." And he goes, "It's really cool, isn't it, Jim?" He goes, "They watch over the dead." Hắn sẽ gửi tấm bản đồ này cùng với những con đại bàng gỗ về cho người anh em sinh đôi của hắn ở nhà. Người anh em của hắn sẽ đặt những tượng đại bàng gỗ ở các vị trí trên bản đồ giúp hắn. Jimmy lập tức nghĩ rằng tấm bản đồ này cùng các chấm đỏ đó chính là vị trí mà Larry Hall giấu xác chết. Đó chính xác là thứ anh cần tìm để có được tự do. Tối hôm ấy, Jimmy Kim quyết định xả vai diễn. Anh dường như không thể chịu đựng được sự kinh tởm của Larry Hall lâu hơn được nữa. Jimmy trở mặt và nói với Larry bằng tất cả sự khinh bỉ: "Mày là một thằng điên. Mày là loại người đáng khinh bỉ nhất trên cái hành tinh này." I told him that he was insane. I said that you are one of the most despicable forms of human life on this planet. Tưởng chừng như nhiệm vụ đã hoàn thành, Jimmy đã rất xuất sắc, nhưng anh đã phạm sai lầm ở ngay thời điểm cuối cùng. Sau khi chửi Larry Hall, Jimmy đã bị biệt giam trong mấy tuần liên tục. Khi liên lạc được với FBI thì đã quá muộn. Tấm bản đồ cùng những con đại bàng gỗ đều biến mất như nó chưa từng tồn tại. Nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm vị trí xác chết đã không được hoàn thành. Jimmy Kim đã thất bại ngay thời khắc quyết định cuối cùng. Vậy thì cái kết của Jimmy sẽ ra sao? Anh ta có được ân xá để về với người cha thân yêu, hay là phải tiếp tục án phạt 10 năm của mình?
ta sẽ biết được kết quả ở cuối video. Còn bây giờ là cái kết của sát nhân Larry Hall. Ở phần 1, ta đã biết Larry Hall bị kết án chung thân vì tội giết Jessica Rose. Các vụ án khác thì không đủ bằng chứng để kết tội hắn. Và sau đó, các luật sư của Larry Hall đã xin được một phiên tòa xét xử lại. Rồi ngày xét xử lại đã tới. Tin vui là công lý đã chiến thắng. Các luật sư của Larry Hall đã thua tàn tập trong phiên tòa ngày hôm ấy. Đặc biệt, hắn còn bị kết thêm tội giết Trisha Riddler bởi thông tin mà hắn đã kể với Jimmy. Thông tin về bộ quần áo đầy máu được xếp gọn gàng ở công viên. Cảnh sát đã thực sự tìm thấy bộ đồ ấy ở đúng vị trí mà hắn nói. Điều này chứng minh được hắn là kẻ giết người. Larry Hall lần nữa bị tống vào tù với án chung thân. Lần này thì không thể có vụ xét xử lại nào nữa. Tên sát nhân sẽ bị ngăn chặn và ở tù đến hết khoảng đời còn lại. Về Jimmy Keane, dù không thể hoàn thành nhiệm vụ được cảnh sát giao phó, nhưng sự hợp tác và những thông tin của anh cung cấp đã góp phần rất lớn tống được tên Larry Hall trở lại vào tù. Vì vậy, cảnh sát đã có một quyết định rất nhân văn. Họ cho Jimmy thực hiện bài kiểm tra nói dối trên máy để xem những lời anh nói có phải là sự thật. Anh ta đã vượt qua bài kiểm tra nói dối, chứng minh được khao khát tự do và sự nghiêm túc sửa đổi con người. Jimmy Keane cuối cùng đã nhận được cái kết không thể nào tuyệt vời hơn. Anh đã được về nhà với người ba thân yêu của mình. Ba của Jimmy sống được thêm 5 năm cùng con trai, rồi ra đi trong sự mãn nguyện. Jimmy cũng trở thành nhà văn và viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Vì những nội dung kịch tính nên câu chuyện ấy đã được dựng thành bộ phim Blackbird vào năm 2022. Jimmy vẫn luôn đấu tranh cho vụ án này đến tận ngày hôm nay. Nhờ cuốn sách của anh mà vào tháng 11 năm 2010, các nhà điều tra thực hiện thêm cuộc phỏng vấn với Larry Hall và hắn đã thừa nhận thêm nhiều vụ án nữa. Theo các nhà điều tra, con số có thể lên tới hơn 40 mạng người. Hắn đúng là một con quỷ thật sự. Cá nhân mình rất ấn tượng với câu chuyện về cuộc đời của Jimmy Keane. Bắt đầu là một hot boy đúng nghĩa trong trường học, sa ngã trở thành một ông trùm ma túy, rồi phải trả giá bằng 10 năm tù. Sau đó thì chuộc lỗi bằng cách liều mạng trở thành một đặc vụ ngầm của cảnh sát. Và cuối cùng lại thành một nhà văn thành công. Đây là một câu chuyện cuộc đời có đầy đủ thăng trầm và có một cái kết rất truyền cảm hứng. Nhìn vào nó, mình có thêm niềm tin vào con người hơn. Thế giới này luôn cân bằng mà. Một tên gian xảo cứng đầu như Larry Hall sẽ được cân bằng bởi một người có bản lĩnh thay đổi bản thân như Jimmy Keane. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng mọi người sẽ thích vụ án lần này. Lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Hãy ghé qua xem hãng áo thun của mình để mua nếu bạn thấy thích mình hoặc thích những sản phẩm của mình nha. Hẹn gặp lại. Cảm ơn. Mình là Bass Saber. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.